Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây thì phố phường khắp nơi lại nhộn nhịp bởi một nét văn hóa đậm chất phương Tây, đó là lễ hội Halloween. Lễ hội này phổ biến tại phương Tây, ẩn chứa tính nhân văn và mang ý nghĩa giáo dục. Tuy nhiên, khi du nhập vào nước ta trong những năm qua, nhiều bạn trẻ đã chạy theo hình thức khiến cho lễ hội mất đi ý nghĩa vốn có và thậm chí là trở thành thảm họa. Vì vậy, mùa Halloween năm nay nhiều người mong muốn đây thực sự là cơ hội vui chơi có ý nghĩa và loại bỏ những trò phản cảm. Ghi nhận tại Hà Nội. Mùa lễ hội Halloween khắp phố phường thủ đô bắt đầu bày bán những đồ vật ma mị. Tại phố Hàng Mã, cùng với những món đồ hóa trang như quần áo, mặt nạ, nón phù thủy, lưỡi hái, thì những mẫu như bộ xương, hình nộm kinh dị vẫn được bày bán tràn lan và là sự lựa chọn của nhiều người. Đồ kinh dị thì cũng vẫn bán được theo cái kiểu là nói chung, đấy, trẻ con có vẻ vẫn thích hơn. Lễ hội Halloween phổ biến tại phương Tây mang nhiều ý nghĩa như những bài học về lòng từ bi, bác ái, nhắc nhở con người sống hướng thiện, thể hiện niềm mong mỏi của con người về những vụ mùa bội thu và một cuộc sống bình yên. Tuy nhiên, quay trở lại mùa Halloween năm ngoái, những gì còn động lại trong nhiều người chỉ là hình ảnh xấu xí, lệch lạc, thậm chí phản cảm. Vì thế, nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, mong muốn sẽ không còn thấy những hình ảnh này trong năm nay. Halloween là một lễ hội thì mình hóa trang thì mình cần phải biết mức độ và mình phải để ý những người xung quanh, ví dụ như là người già hoặc là những trẻ em, thì mình cân nhắc việc cái đồng phục hóa trang của mình nó phù hợp với. Đối với em thì một Halloween đẹp sẽ là một Halloween mà tất cả mọi thứ có cái sự dung hòa giữa độ vừa phải truyền thống và đem lại cái sự dễ chịu cho người thưởng thức nó. Theo các chuyên gia, vào ngày Halloween có thể hóa trang ma mị, kỳ bí, nhưng không thể đi quá giới hạn. Trong cái quá trình mà chúng ta hội nhập với cả cái lễ hội của thế giới thì chúng ta cũng sẽ cần phải biết được những cái bài học giáo dục, những cái ý nghĩa giáo dục của cái lễ hội đó, chứ không chỉ bắt chiếc một cái những cái hình thức bề ngoài và những cái gì đấy nó giật gân. Bất cứ một cái lễ hội nào mà du nhập vào một quốc gia khác thì nó cũng cần phải có những cái điều chỉnh để tôn trọng những cái văn hóa bản địa, hoặc là ví dụ như tuân thủ những cái chính sách pháp luật hoặc là những cái điều cấm kỵ gì đấy của một quốc gia. Rõ ràng, du nhập, hội nhập văn hóa là tốt, nhưng cũng phải chọn lọc. Cái tốt, cái phù hợp thì học, cái xấu thì bỏ, và phải làm sao cho phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Có như vậy, nét văn hóa nhập ngoại mới lan tỏa giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.